hôn nhân viên mãn của danh ca Hương Lan và chồng kỹ sư hàng không. Sau nhiều thăng trầm, danh ca Hương Lan hiện có cuộc sống viên mãn bên người chồng từng là kỹ sư cơ khí hàng không. Hương Lan sinh năm 1956, tên thật là Trần Thị Ngọc Ánh và ghi dấu ấn với dòng nhạc vàng, nhạc cổ điển và cả cải lương. Một số ca khúc nổi tiếng của danh ca Hương Lan như Em đi trên cỏ non, Điệu buồn phương Nam, Chiếc áo bà ba. Hương Lan kết hôn khi mới 20 tuổi. Tháng 12 năm 1975, bà lập gia đình với nghệ sĩ Chí Tâm. Thời điểm đó, cả hai là cặp diễn cải lương thu hút khán giả nhất ở Sài Gòn. Hai năm sau, bà sinh con trai đầu lòng là Henry Bảo Nhi. Năm 1978, vợ chồng Hương Lan cùng con trai theo diệt bảo lãnh sang Pháp. Cũng trong năm này, con trai thứ tên Patrick Bảo Trang ra đời. Ở nơi đất khách quê người, hai vợ chồng Hương Lan Chí Tâm phải làm thuê đủ thứ nghề để kiếm sống. Áp lực về vật chất đã khiến những mâu thuẫn dần nảy sinh, khiến cặp nghệ sĩ đã quyết định ly hôn vào năm 1982. Năm 1985, Hương Lan dẫn hai con trai sang Mỹ, từ đó bà bắt đầu đi hát nhiều hơn. Những năm 1980 từng được mệnh danh là thập niên của Hương Lan, khi bà liên tiếp thành công trên cả hai lĩnh vực tân nhạc lẫn cổ nhạc. Ngoài ra, Tuấn Vũ Hương Lan cũng được xem là cặp song ca lừng danh trong thị trường âm nhạc hải ngoại cuối thập niên 80, đầu thập niên 90. Đầu năm 1986, trong tiệc mừng sinh nhật của ca sĩ Elvis Phương, Hương Lan đã gặp ông Đặng Quốc Toàn, một kỹ sư cơ khí hàng không. Hai người nảy sinh tình cảm và chính thức đi đến hôn nhân vào năm 1988. Ông xã nữ danh ca có ba người con riêng trước khi về sống với Hương Lan. Sau đổ vỡ của cuộc hôn nhân đầu tiên, danh ca Hương Lan đã tìm thấy hạnh phúc bên người chồng kỹ sư. Bà từng tiết lộ với truyền thông rằng mình đã phải lòng ông xã vì tính cách khoan dung, hài hước, yêu thương gia đình. Hơn 30 năm chung sống, tính đến nay, vợ chồng danh ca Hương Lan vẫn giữ được lửa hôn nhân đáng ngưỡng mộ. Năm 2020, Hương Lan và chồng đã tổ chức lễ cưới ý nghĩa tại nhà thờ nhân dịp về Việt Nam. Hương Lan cùng ông xã hiện sống ở căn nhà rộng hơn 1.000m² tại bang California, Mỹ. Khi không đi diễn, bà dành thời gian để chăm sóc khu vườn rộng 500m² với nhiều loại rau, trái cây, cây bành và nấu nướng cho chồng con. Hương Lan tiết lộ, khu vườn nhà do chính tay ông xã thiết kế. Ông trồng nhiều loại hoa, cây trái, rau xanh, ngoài ra còn nuôi chim, nuôi gà. Tiết lộ về ông xã, Hương Lan cho biết chồng bà rất đảm đang, chăm lo mọi công việc chăn nuôi, chăm sóc vườn tược. Trong khu vườn, nữ danh ca cùng chồng đích thân trồng nhiều loại cây đặc trưng của quê hương như bưởi, thanh long. Hương Lan khẳng định tổ ấm chúng tôi nhỏ bé nhưng ấm cúng và rất Việt Nam. Bên cạnh khu vườn đầy cây trái, ông xã của Hương Lan còn xây cho bà một nhà kho để cất trữ đồ. Bên trong đó là hàng loạt vali mà nữ danh ca dùng để đi lưu diễn trong và ngoài nước. Đồng thời, những băng đĩa từng phát hành của Hương Lan cũng được lưu giữ cẩn thận làm kỷ niệm. Ở tuổi 65, danh ca Hương Lan vẫn xuất hiện thường xuyên với các khán giả. Hương Lan cũng thường chia sẻ những hình ảnh đi diễn, hội ngộ bạn bè trên trang cá nhân. Qua năm tháng, Hương Lan vẫn được đông đảo người hâm mộ trầm trồ bởi vẻ đằm thắm, mặn mà và giọng hát ngọt ngào, tình cảm.